đầu. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lùng Sụp Tài Năng của kênh truyền hình Đập Nát TV. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên. Dạ, con xin kính chào ban giám khảo. Con xin tự giới thiệu, con tên là Việt Kiều. Con là con gơi của mẹ Việt Hương. Mẹ Việt Hương của con hiện đang làm siêu mẫu ảnh nhí cho nhãn hàng thời trang dành cho trẻ em. Còn ba của con hiện đang làm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn kem trộn trắng da hiệu 311. Và ngày hôm nay con đến đây, con xin thể hiện tài năng của mình là làm thơ. Con rất yêu quý cô Diệp Hương nên con xin làm tặng cho chú Ngô Kiến Huy một bài thơ. Con xin đọc bài thơ của mình. Em yêu chú Trấn Thành, chú Trấn Thành cái mặt tranh banh. Cười vì đáng yêu, cười vì có đầu tư, đẹp và giọng nói dễ thương. Dạ, em sẽ chơi tiếp ạ. Chơi tiếp. Thí Kiều, và bây giờ là 60 giây dành cho em. Thời gian bắt đầu. Sáng giờ tắm bùn mà bây giờ da dẻ tao nói nó hôi gì đâu. Cái vỏ cá của mình. Thần Linh ơi, tại sao lại đối xử với con như vậy? Con tình con bắt từ sáng tới bây giờ bắt được có lòng con gái hả? Mà bây giờ nó còn y nguyên vậy. Đây là phải mất một con nào đó chứ. Vậy thì làm sao gặp được anh Bụt đẹp trai con bà Hai đây? Chắc là do con Cám, phải gọi điện hỏi chữa nó mới được. Sao không được? Alo, Cám hả? Chị là Tấm đây. Chị muốn nói cho em biết là bây giờ chị còn có 13 giây để nói chuyện điện thoại với em nữa nha chưa? Em nói làm sao? Em còn có 10 giây để nói chuyện với chị hả? Và em đã có 10 triệu đồng. Rất thông minh. Chơi tiếp. Chơi tiếp. Mà... rất can đảm. Nhưng mà em có thể yêu cầu ban giám khảo một yêu cầu nhỏ không ạ? Được. Nếu như mà trong tiểu phẩm của em có lỡ nhắc tới hai ban giám khảo thì ban giám khảo có thể đứng dậy và chào mọi người giùm em. Được. Thông minh. Thông minh đó. Có nghĩa là em yêu cầu cái sự hợp tác của tụi tôi ngay từ đầu luôn. Đồng ý. Mà nếu lỡ không có thì thôi nha. Vui à, cái này nè, cái này vui nè. Cái này mới vui. 60 giây, bắt đầu. Alo, Cám hả? Bây giờ là có nhiều thời gian để nói chuyện với Cám rồi nè. Chị nói cho Cám biết nha. Cám có biết cái cung hàng đạo không? Sao? Chị không có lãnh mà đổ Cám đi dạo. Chị hỏi Cám là cái cung hàng đạo. Trong cái cung hàng đạo, chị là cung bò cũng. Yeah. Chúc mừng em. Trên này chúng ta và Việt Hương đã nụ cười. Và em đã có 20 triệu. 20 triệu là một số tiền rất là cũng khá là lớn với em. Từ trước đến giờ em vui rồi mà có thể làm ra được cái số tiền đó. Nhưng mà cái đam mê của em thì nó lại lớn hơn cái số tiền đó. Thúy Kiều, cô bé có gương mặt khả ái giống Khởi My sẽ đi tiếp hay dừng lại? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Cưng quá à. Có cần chuẩn bị gì không Kiều? Dạ em chỉ cần anh chị hỗ trợ như hồi nãy em đã nói. Rồi. Lời này hỗ trợ gì? Không sai mình nữa. Phải làm nhục hoài được luôn. Ừ. Chơi à. Và 60 giây bắt đầu. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình
giận nhiều quá bây giờ không nhớ tên chương trình nữa rồi. Đến với chương trình Người Lộ Liễu. Và kính thưa quý vị và các bạn, cũng như chúng ta đã biết, đến với chương trình thì chúng ta sẽ có một đội chơi và một đội khách. Đội nhà của chúng ta không ai xa lạ, đó chính là cặp chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, nghệ sĩ ưu tú Việt Hương và nghệ sĩ Chí Tài. Giết hắn tay ta. Hãy nhớ chinh phục 5 vòng và 150 triệu. Vòng 1 thời gian 60 giây bắt đầu. 2 chân già 2 hôn à. Không trả. Mắt thì trả lý mà trả lý cũng rồi. Buông tay ra nha. Bánh giò chứ nó có cái giá của bánh giò nha. Chế chửi em đi chết. Em thích thì chửi lắm. Cái thảo nha mày. Tao mê quá. Em sẽ đến với vòng 2. Và cũng là thời gian 60 giây. Em có chuẩn bị đạo cụ gì mới không? Hay là có bạn diễn không? Dạ không ạ. Rồi, mình chiến đấu luôn ha. Dạ. Và vòng 2, 60 giây, bắt đầu. Anh Thành, tại sao lại chia tay? Làm gì sai? Anh nói đi, thôi đừng nói nữa, em biết rồi. Em có làm gì sai đó, vậy sao chia tay? Anh đừng nói em, anh chia tay em, anh đi theo nhỏ chân dài mà có giết tông thì nói nha. Trời ơi, mừng nhục lên trên này luôn. Trời ơi, chúc mừng em chiến thắng vòng 2. Sao có cái vụ con nhỏ bận áo vết tông lên kia, sao em thấy được điều đó? Em thấy từ lúc em ra em chào khán giả. Ý là anh nói là sao em thấy được người bận vết bông là một con nhỏ. Hiểu không? Ý anh hỏi vậy đó. Ừ, sao em thấy được điều đó? Tại vì em nghĩ anh Thành thì phải quen con nhỏ chứ không lẽ quen thằng nhỏ. Em xin được hy sinh anh Ngô Kiến Huy để củng cố cho anh Cao Thành ạ. Thôi, cô bé ngây thơ. Em hãy tiếp tục những gì mình làm. Bắt đầu. Biên tập viên Khởi Nghĩa xin kính chào quý vị và các bạn. Đến với chương trình Phóng sự, ngày hôm nay Khởi Nghĩa sẽ gửi đến cho các bạn những thông tin nóng hổi xoay quanh cuộc thi đang hot nhất hiện nay, đó chính là cuộc thi Thách Thức Danh Hài. Kính thưa quý vị và các bạn, đã có một nam thí sinh tự tử sau cuộc thi bởi vì khi đi thi đã nhận được lời nhận xét của giám khảo Trấn Thành là: em đi thi mà em không sạch sẽ, thiếu vi diệu. Thật đáng buồn. Thông tin thứ hai, nữ giám khảo Việt Hương dịu dàng, duyên dáng nằm trên xe mô tô rách 1.000 lượng vòng quanh Sài Gòn. Ước tính chị đã chạy 50 vòng từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi người đuổi theo và ngăn cản chị, nhưng chị không dừng lại. Mọi người không biết tại sao, hỏi chị ơi sao chị không dừng lại. Chị trả lời rằng bây giờ chị ngừng lại thì làm sao mà chị chống chân. Chúc mừng em đã vượt qua vòng 3, hết sĩ bỉ tôi đến sĩ bỉ chị Hương. Lý do nào Khởi Nghĩa hay ai để bưng tôi lên chiếc xe cho để tôi chạy mấy chục vòng hả? Tại sao tôi leo lên được mà tôi không tuột xuống được? Có người bưng lên chạy. Rồi tự nhiên rảnh cho bà chạy từ 4 sáng 5 chiều luôn. Em thông minh là tại vì em chặt anh Thành không được, em qua em chặt chị. Và một cái thông tin của em là cái thông tin dịch xàm xí mà tạo cho tôi một cái hình ảnh, tôi tự nghĩ ra, tôi mắc cười. Và thời gian bắt đầu. Kính thưa anh chị và tất cả mọi người, thật sự thì bây giờ em chuẩn bị chỉ có 3 tiếng một thôi. Em không biết làm gì hết nữa. Nhưng mà bây giờ em sẽ dành 50 giây còn lại để em tâm sự với mọi người. Em sẽ nói một cách thật là ngắn gọn
và thật là xúc tích về những cái tình cảm cũng như là những cái tâm sự trong lòng của em đó với mọi người. Và bây giờ em cũng biết, em xin hết. Tiếp em, câu chuyện hôm qua ngủ ngon không? Tiếp. Em có thể ôm chị Việt Khương và anh Trấn Thành không ạ? Chị, em có thể ôm chị. Khỏi đi, qua ôm anh liền. Bỏ luôn. Dạ thôi bỏ anh.